Hello everyone, thanks for watching Sunrise at Texas City Day. We load the boat ramp here and take about 30 minute ride to Galveston Jetty. We'll see what we got today. Don't forget to subscribe and like. Texas City Day is the world's longest fishing pier. It's 5 miles long. You can fish on both sides or swim and have picnic family on the one side and fish on the other side. Xin chào hết tất cả các bạn và mọi người. Hôm nay hừng đông sáng ở Texas City đây. Hôm nay xuống bến tàu ở đây và chạy ra tới Jetty để câu cá khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Tùy theo tàu, có tàu 15-20 phút thôi. Texas City đây này thì một bên có thể đi tắm biển family picnic. Còn một bên đi câu cá, cái bến này nó dài mất 5 mile lận. Đầu kè câu sóng 2-3 sóng này sóng bạc đầu là dân đi biển người ta chơi lắm nè, nó không có lượn gì hết á, gió 10-15 ít tàu câu sóng 2-3 chiếu lên 2-4 nữa. Câu cá đù thử coi có cá đù không. Fishing Galveston Jetty. 10-15 mile wind. Mồi câu, một cái bao tử này có thể một chục cá đù, không cần móc mồi. Đó, tôm cắt khúc khúc nhỏ nhỏ như vậy câu nè. When you hit cougar, cut the shrimp small like this. Good for bait. Đù vô,
Central. Gai tiếp. Đủ cá đủ. Chua trên ghe, trên tàu. Anh nồi cá lấy bốn rồi đó. À, đủ giống rồi. Ừ. Mang về 100 pound nữa lời luôn. Cá đủ vô.
đủ gai nó kéo xuống á. Rồi đủ gai không? Cho nó vui. Ô, hai đủ gai. Đó, mày kéo ra cho tao chứ. Đù vô, đù vô. Đó, đù vô. Cá canh chua ở ngoài tàu. Anh nồi cá canh chua này lấy 4 rồi đó, đó. Canh chua cá đù. Đó, nồi cá canh chua, cá đù nè, đó. Anh lấy rồi. Đó, cá đù, cá đù, cá đù, cá đù canh chua. Rồi cá canh chua ngoài tàu. Mời hết tất cả, mời hết. Mời hết. Cá lợ. Hả? Rồi. Mở phê tham lên mời. Con Khang. Ừ, tha đi cho lớn. Hôm thứ năm ghé đây hai lứa hai con hết hồn mà. Mày sao không lấy đi về, đi về. Nhỏ quá thả đi, đây cá nó nhụt, đây cá nhiều lắm. Ừ. Ống nhi bắt đầm chi. Cá, cá bự, cá bự, cá bự. Cá bự. Cá bự. Đó, cá bự luôn đó, cá đù có gai. Đó, cá đù có gai. Đó, cá đù có gai. Cá đù có gai. Cá đù có gai quá trời luôn. Đó. Hôm nay là ít á. Đó. Ủa giờ đâu có trúng đâu. Đó, nhiêu đây được khoảng chừng sốc 70 hao hả? Tổng cộng. Tuần 2 tuần nữa trúng nhiều hơn. Deep Fry Koger. See you next video. Don't forget to subscribe and like. Cá đù chiên giòn xin mời hết quý vị. Xin hẹn lại video kế tiếp. Quý vị nhớ đăng ký và like.